Bà Rịa Vũng Tàu, tâm điểm mới của thị trường bất động sản phía Nam, đang vươn mình trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đầy khởi sắc. Oyster Bay Vũng Tàu, thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp chuẩn 5 sao. Cơ hội đầu tư sinh lời, một nơi nghỉ dưỡng hòa mình với thiên nhiên xanh mát. Vào dịp cuối tuần, bạn và gia đình chỉ cần lên xe và trải nghiệm hành trình khám phá với 3 cung đường độc đáo từ thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi từ quốc lộ 56 với khoảng 180 phút di chuyển, cao tốc qua quốc lộ 51 khoảng 120 phút, hướng đi Cần Giờ với khoảng 120 phút di chuyển và hướng di chuyển bằng tàu cánh ngầm với khoảng 90 phút. Ngoài ra, đến với dự án gần hơn, bạn có thể hoàn toàn tự do lựa chọn với hướng đi chính về cao tốc Long Thành Dầu Dây nối vào quốc lộ 51 hay cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu sẽ được hoàn thành vào năm 2025. Vào dịp cuối tuần, bạn và gia đình chỉ cần lên xe và trải nghiệm mới mẻ từ hướng đi tuyệt đẹp tại Cần Giờ, băng qua những cung đường uốn lượn, dọc hai bên là khu rừng sát với không khí trong lành sẽ giúp bạn và gia đình tận hưởng hành trình bên nhau. Trước khi cập bến vào Vũng Tàu, bạn sẽ nhìn thấy Oyster Bay nằm ngay giữa bãi dâu, tựa lưng vào núi lớn, trước mặt là bờ biển xanh trải dài nên thơ. Đặc biệt hơn, khi du khách chọn hành trình tận hưởng dịch vụ thượng hạng trên tàu cánh ngầm, kỳ nghỉ dưỡng của bạn sẽ thêm nhiều điều thú vị khi chiêm ngưỡng hoàn toàn các khung cảnh sông nước rộng lớn cùng rất nhiều dịch vụ tiện ích trên tàu. Và dù là chọn hình thức di chuyển nào đi chăng nữa, thì điểm đến lý tưởng vẫn là Oyster Bay Vũng Tàu, nơi mà một kiệt tác kiến trúc châu Âu hiện đại được giao thoa với truyền thống và đổi mới luôn chờ đón bạn. Nghỉ dưỡng trọn vẹn trong từng khoảnh khắc sống với tiêu chuẩn 5 sao, nội thất đẳng cấp kết hợp cùng view biển cực đẹp. Tất cả các căn hộ với đầy đủ tiện nghi độc đáo trong từng chi tiết thiết kế. Nhà hàng với tinh hoa ẩm thực bốn phương luôn sẵn sàng phục vụ thực khách trong và ngoài nước của hơn 277 căn hộ du lịch tại Oyster Bay Vũng Tàu. Trong đó có 40 căn 2 phòng ngủ, 237 căn 1 phòng ngủ, thỏa sức cho các nhóm bạn và đại gia đình hội tụ, lưu giữ những khoảnh khắc riêng tư và tự do bên nhau trong mỗi chuyến đi chơi. Thống kê của ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho thấy, 3 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đón 723.264 lượt khách lưu trú, tăng 17,82% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Chắc hẳn đây sẽ là vị trí được yêu thích nhất vì mọi người có thể ngắm trọn được vẻ đẹp của bình minh và hoàng hôn. Khu vực Sky Bar trên sân thượng kết hợp cùng hồ bơi vô cực cũng là một điểm nhấn của dự án nhằm tạo ra không gian mới lạ, độc đáo, theo kịp xu hướng trên thế giới. Ngoài các dịch vụ ăn uống vui chơi, dự án Oyster Bay Vũng Tàu còn trang bị khu vực tập gym và spa được xây dựng theo đúng chuẩn phòng tập quốc tế 5 sao, được đầu tư các trang thiết bị tập luyện hiện đại và phục vụ toàn diện nhất, để mang đến những trải nghiệm tập luyện khi đi du lịch tràn đầy sức khỏe. Chắc hẳn đây sẽ là vị trí được yêu thích nhất vì mọi người có thể ngắm trọn được vẻ đẹp của bình minh và hoàng hôn tại sân thượng Oyster Bay Vũng Tàu sẽ khiến nhiều người mong muốn đến để trải nghiệm ngay lập tức. Một dự án với mô hình được thiết kế theo hướng biển tạo nên không gian mở đầy tinh tế và lãng mạn. Khi đến với Oyster Bay Vũng Tàu, bạn sẽ có cảm giác được thiên nhiên nuông chiều giúp bạn nạp đầy năng lượng cho tâm hồn trẻ hóa. Nhờ vậy mà bạn và gia đình có thể tham gia các hoạt động giải trí trên biển và khám phá thêm vô vàn điều mới lạ tại nơi đây. Dự án Oyster Bay Vũng Tàu được phát triển bởi chủ đầu tư Vietpearl Group cùng sự đồng hành từ các đối tác như Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Nageco, Công ty Cổ phần Thiết kế TTT Architects, Công ty Cổ phần Giải pháp Hospitality Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Khởi. Hứa hẹn sẽ đem lại giá trị tiện ích đáng nhớ cho tất cả mọi người. Oyster Bay Vũng Tàu, một bước ra biển, một bước sinh lời.